À, xin chào tất cả anh chị nha. Sau phiên giao dịch hôm nay thì chúng ta cũng quay trở lại để phân tích thị trường. Đấy, và à, chúng ta sẽ phân tích cả cổ phiếu sau phiên giao dịch hôm nay đầu tuần. Hôm nay thì có một phiên mà thanh khoản có sự sụt giảm rất là mạnh và vừa đi đóng cửa thì ở ngày 20. Đấy và thanh khoản có thể nói đang là sụt giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Còn ở video cuối tuần thì chúng ta sẽ chia sẻ là sản xuất là có cái, cái nền báo hiệu điều chỉnh đấy chỉnh nó khác với rơi nó khác với gãy mức độ nó khác nhau đấy thì hôm cuối tuần thì chúng ta đưa ra một cái tín hiệu đó là nền báo điều chỉnh ở đáng dung hiện tại là đang dùng cái mức độ là điều chỉnh đúng không ạ thì đúng là thì hôm nay nó có sự điều chỉnh phiên đầu tiên trong tuần và phiên hôm nay là một phiên đóng cửa về cái biến đồ thì nó cũng không lớn bằng cái phiên cuối tuần vừa rồi nhưng mà một cái nến thì à, cùng râu trên rất rất dài nếu anh chị nhìn đến anh chị thấy là râu trên rất rất dài còn anh chị thánh ba anh chị thấy đó là đóng cửa gần như thấp nhất phiên đấy và à, một cái phiên mà cũng có khá nhiều cổ phiếu cả cái phiên vừa rồi nó tích cực thì hôm nay nó có điều chỉnh ví dụ như là bit hoặc fpt hoặc là SSB hoặc tích công bánh, hoặc là VRE vân vân thì những cổ phiếu mà có vốn hoàn lớn nó điều chỉnh thì thị trường có sự điều chỉnh đấy và à, cái giai đoạn này thì theo quan điểm của mình thì chúng ta đến cái giai đoạn vừa rồi là này thì nhưng chứ không phải hôm nay nữa đâu không phải bắt đầu bắt đầu từ hôm nay nữa đâu tức là giai đoạn chúng ta là nên phù hợp phải đánh ngắn đánh diện đánh ngắn tức là chúng ta mua được ở bên dưới và chúng ta mua được ở phiên tẹt cung hoặc là ở cái nền giá thấp á và anh chị lên khi gặp một kháng cự dày thì anh chị đến bản á thì nó phù hợp với giai đoạn này là giai đoạn đánh ngắn và giai đoạn đánh ngắn thì chúng ta thường là mua chậm mua trầm thực ra chúng ta phải chờ đời và chúng ta phải chứ uh, nào, chờ kiến nhận chúng ta chơi những phu giả phù hợp thì rõ ràng là mua nó phải rất chậm còn bản nhanh nhất là khi nó kéo rất là nhanh cái sạc rất cái cổ phiếu mà kéo lên vùng kháng cự là rất nhanh sau đó nó xuống rất nhanh chúng ta phải bán ra rất nhanh thì đó là mua chiến lược đánh ngắn này thì đó là mua trầm bản bản bán nhanh nó nó phù hợp với khí thị trường sai quay phục hồi những sòng trong ngắn chúng ta đánh thủ những sóng ngắn thôi tất nhiên thì ở đây thì mình đang nói là những cái cổ phiếu mà chúng ta Uh, hầu thì chúng ta đang đánh nó theo kiểu như vậy còn một số cổ phiếu chúng ta cũng không nhiều chúng ta có thể cầm theo trend được thì số lượng cổ phiếu đó nó rất ít đến diện mình lấy ví dụ như nơi AV chúng ta chia ra làm làm hai phần thì chúng ta có thể là có những cổ phiếu chúng ta có vị thế tốt chúng ta cầm dài thì chúng ta đề nguyên đúng không ạ còn chúng ta có một phần nữa là khoảng 50 trăm của nơi AV chúng ta phù hợp đánh, đánh ngắn chúng ta đánh ngắn nói lượt lạt vui quá lượt qua lượt lại đánh thù của nhịp thôi con có thể anh chị chỉ là 37 hoặc là 73 vẫn vẫn nó tùy vào cái khả năng và cái, cái khẩu vị của những là thời gian anh chị dành cho đầu tư là bao nhiêu đúng không ạ? Còn à, mình thì giai đoạn này thì về cơ bản là mình dùng dành khá nhiều cái nơi AV cho việc đánh ngắn thôi. Còn đánh dài thì cũng có nhưng mà cái số lượng nó cũng không nhiều. Đó, thế thì con à, đi vào phân tích của phiên hôm nay thì à, lúc này mình có nói quá rồi đó là một cái phiên mà chúng ta thấy rồi là thanh khoản thụt giảm rất là mạnh anh chị chưa đạt trung bình hai mươi phiên và so với cái phiên hôm thứ sáu cuối tuần thì phiên hôm nay lại quay trở lại về những cái phiên đầu tuần trước thanh khoản rụt giảm. Đúng không ạ? Và à, chúng ta thấy rằng là nó cần phải có quá trình hấp thu ở đấy đến cái vùng 1260 vùng này. Tốt nhất là nó trên được 1265. Đây, tức là cái thứ tư tuần trước anh nhìn này. Tức là nó được được cái vùng này là đẹp này. Đấy là cái giao đồng sắp tới vì dù có mà nó nhúng xuống vùng này mà nó kéo lên được là ok. Còn nếu không thì nó thấp hơn thì nó phải phải giữ đến 1260. Tức là cái biến đồ cần dưới của nó là nó cần phải giữ được đến 1260 cho đến 1265. Thì nó phải tích cực. Đấy, và nó sẽ hấp thu nguồn cúng ít nhất nữa là có những vì đấy nhá, kẹt hang đến nay ngắn hàng ở đấy thì nó sẽ phục hồi lên. Và quá trình này nó ổn thì tâm tâm khoảng vài tuần, tâm tâm khoảng vài tuần thì nó sẽ rất ok. vì sao khoảng thời gian khoảng 2 tuần á là bởi vì khi khoảng tầm giá thời gian 2 tuần đang chị xem một cả cổ phiếu bánh này cả cổ phiếu nhóm cái chứng khoán này cả cổ phiếu nhóm ngành bất động sản này hiện tại là nó đáng cái biến đồ nó đâu khoảng 8 phần trăm và 10 phần trăm thì thường là một cổ phiếu mà muốn lên được á là nó thường phải biến đồ ở nên củi thì thường là khoảng 2 phần trăm hoặc là 3 phần trăm hoặc 6 à, hoặc là 4 phần trăm thì tầm hoài tuần thì nó thường là khoảng đủ thời gian để mà những cổ phiếu đó hấp thu nguồn cung và nó thu hẹp và biên độ phía sau ở đấy là mình đang nói về tổng quan chung như vậy gì nhé thì nó sẽ khoảng như vậy là nó sẽ ok hơn đấy thì và nó sẽ có quá trình hấp thu cũng ở trên cái vùng này là nó sẽ đẹp hơn đấy có thể thì hôm thứ sáu cuối tuần và hôm nay đầu tuần thì đều là hai cái nến bị bán phía trên xuống phía trên xuống đến một nghìn hai trăm bảy mươi đều bị bán xuống hết và hôm nay thì nói lại mất lại một nghìn hai trăm bảy mươi mất cái một nghìn hai trăm bảy mươi đúng không ạ đấy à, Còn nếu mà có một cái khả năng nữa Là xấu thì như thế này cũng có khả năng anh chị này Mình lại ví dụ như nó có thể là giảm về đây này Ví dụ giảm về 1 286, 5 sáu 10 gì đó Sau đó nó có một cái phiên như à, kéo ngay lên luôn Ví dụ một 2 phiên tới nó sẽ kéo lên ngay vùng 1 tám mươi đến 1 tám á Thì nó rất, rất dễ Quá trình là tích lũy chưa đủ mà nó tiếp tục kéo lên đây á Là nó rất dễ để hình thành hai đỉnh ngắn hạn ở đây Đấy, do đó cái khả năng sắp tới cả phiên tới á Là mình nghĩ rằng anh chị hết rất cẩn thận Ví dụ như phiên mai nó giảm thêm một tí Và phiên kia là nó nhúng xuống một tí sau đó nó rụt chân lên à, Phiên mai nó giảm một phát rồi Do ba con bán đúng không đây hôm kia là nó giảm xuống bán tiếp sang bà bán những phiên chiêu rụt chân là, nó đã kéo lên và sau viên thứ năm thứ tư thứ năm hoặc cuối tuần nó kéo lên 1280 hoặc một lắm á nó đã hình thành cái đỉnh hai đây là khi nó bắt đầu là chưa? cả bố bắt đầu là ở nhau là như mất thang rồi là như này cả kiểu những thực tế sau đó nó giảm một phát thế này nó sẽ hình thành hai đỉnh Do đó nó cần phải hợp thu phía dưới này và nó phải đủ cái thời gian còn nếu nó kéo vôi ấy, là chúng ta hết sức cẩn thận do đó cái giai đoạn này thì à, mình cho rằng là cái việc mua bán hết sức cẩn thận đặc biệt là cái việc mua gì? việc mua, mua mới hết sức cẩn thận bán thì ok rồi Bản thì không 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 thiên về rủi ro nhiều lắm có thể một cái lợi nhuận có thể cái giá không được tối ưu nhưng mà cái việc mua mới là như thế hết sức cẩn thận với cái khả năng khả năng này mình ạ thì mình thiên về kịch bản tích lũy thì đều là cao hơn anh chị mình thiên về kịch bản tích lũy thì phải cao hơn đấy còn khả năng này thì có thể xảy ra nhưng mà phong phong tránh thôi đúng không ạ thì đó là về thị trường chúng thì à, mình có một cái view tổng quán là như vậy để anh chị tham khảo đúng không ạ còn viên 30 thì à, hôm nay cũng vậy thôi trước lớp thịt gặp vừa ní thì có lớp hết gặp rồi còn à, viên 30 thì chúng ta thấy rằng là nó trước lớp hết gặp đúng không ạ Đấy, à, con đi vào hôm nay chúng ta sẽ đi nhanh vào cả cái dòng à, thì à, đầu tiên chúng ta phân tích cả cổ phiếu dòng bánh này vì như ACB thì hôm nay nó cũng có một cái thể là bị bán Đấy, nhưng mà nó vẫn giữ cái giá tham chiếu là thứ nhất thứ hai là lập thân nền không lớn và khối lượng nó nhỏ nếu như những vị thì mà ở quanh khoảng vùng giá 24.000 hoặc là 24.500 dưới này thì mua dưới này thì anh chị vẫn cứ công, ok cũng có những trường hợp là nó thể lên như thế này rồi nhưng nó sẽ tiếp tục tái thiết tùy phía trên này nó hình thành một cái nền trong trên cái nền này nữa anh chị này trong trên cái nền giá 25 nghìn này nữa tức là nó thể hình thành một cái nền trên này cũng có thể là có trình phân phối phía trên này cả chúng ta chưa biết được Đấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó có thể có có trình đi án trên cái vùng 1200 à, xin lỗi trên cái vùng 25 nghìn này một thời gian Đấy, do đó là sau uh, khi mới nó sẽ có những hình thành những quá trình nền giá chúng ta sẽ quan sát với những vận động giá à, uh, của các phiên của kết phiên thì chúng ta có một cái quyết định đó là với ACB thì những cổ phiếu này hiện tại mình vẫn đang cầm đấy còn ví dụ CTG thì nó đang gặp vùng đỉnh trước là thứ nhất thứ hai là cái nền này quá ngắn thứ ba là nó còn dao động chính vì vậy mà trong ngắn hạn thì những cổ phiếu này nó có tăng giảm một một phần trăm hai phần trăm gì đấy thì sạc sốt trẻ loanh quanh ở đấy thôi chứ còn lên là mình đánh giá là phải trước cả có lên luôn thì nó sẽ rất là dễ gãy gãy trở lại thôi rồi vì như mơ bê vậy này mơ bê thì cũng có thể đó là à, vừa rồi mà do cái tâm lý của cổ phiếu ACB này gì này ở vùng giá 24.000 24.500 nó mình chắc chắn hôm kia mình nói gì là rất ít nhà đầu tư thèm mua ở đây bởi vì nhìn không ra đúng không ạ nhưng mà khi ACB lên đây ACB vượt đỉnh một phát là bắt đầu là cuối tuần là đến rất là nhiều cộng đồng là đến nhiều diễn đàn này hô hào nó sóng bánh rồi điểm à, tụp ba cổ phiếu con dòng bánh con điểm mua đây con một cổ phiếu à, bánh con điểm mua đây tụp năm cổ phiếu dòng bánh vân vân những thực tế ở đây bố nào mua ở đâu Đúng không khi nó thấy nó tăng lên đây khi mà hô hào lên trong bánh chính vì vậy mà ra một cái tâm lý phô mô đây ví dụ mb thì phiên sáng nay thấy kéo này nhưng phiên chiều bị bán lực lại là, là ngay bởi vì sao mb nó không đẹp bởi vì bởi vì nó có mở gạp giảm Thứ hai là cái áp lực bán mạnh khối lượng xuống lực cái lên cái nền nó lớn. Và cái nền này nó lớn này như cái biến đồ của cái quá trình giao giao động này nó lớn này nó không chặt được nó rất khó lên. Đấy, chính vì vậy là việc lựa chọn chúng ta cổ phiếu chúng ta hết sức lưu ý như vậy. Đấy, rồi vì như là STB cả kiểu vậy thôi. STB thì mình bán sáng hôm thứ sáu mình mình nói anh chị hôm hôm cuối tuần mình nói rồi. Còn những bọn này lên gặp vùng này nếu như anh chị mua những vùng phía dưới anh chị lên đây khoảng 5 7% có những nhà đầu tư mà đánh dài người ta bảo là chế 5 phần trăm thực tế mình là tuy giai đoạn là gì giai đoạn cổ phiếu đó ở giai đoạn nào cổ phiếu mà đóng trong giai đoạn tích lũy hoặc tả tích lũy chúng ta cứ tham chúng ta cầm theo chén nó thật là anh chị là khó lắm lên đây vì 7 phần trăm không bản là vì nó quay được nó về đây bằng không rồi là mất lại mà dinh mất cái cơ hội đúng không nếu nó về đây ổn thì chúng ta mua tiếp Đấy, nhưng không phải là mua biến dưới bán bên trên đó chúng ta thấy là về nên nó muốn phải có gì nó phải phụ thuộc vào nó có cái tẹt cung hay không khối lượng có nhỏ biến đồ nó có nhỏ hay không và chúng ta phải đọc về cơ bản là chúng ta phải đọc được cái phá của nó trong quá trình nào tải tích lũy hay là tải phân phối đúng không ạ còn những giai đoạn nó phân phối mình vẫn ăn được đấy nhưng mà chúng ta phải vào nhanh ra rất nhanh chứ nếu không là dễ kẹp đi đúng không ạ rồi việc tiến phong banh về đây để phiên sàng kéo lên cũng do có tâm lý phố mô như vậy thôi chị vip đây đấy thì thật rõ ràng là không phải cổ phiếu nào nào lên được đâu và chúng ta nên nhớ rằng là những cổ phiếu mà biến đồ nó lớn á, nó chất kiệt và khối lượng lớn thế này là nó rất khó lên không có những giao tham gia trước đó là đâu chị đừng có vui tham gia hôm trước mình có phân tích anh chị rồi nó muốn lên là nó phải thu hẹp với biến đồ thứ hai là nó phải siết chặt phía sau đấy rồi ví bánh như vậy đúng không phiên sàn kéo lên đây một tí như sau vì bán lại thì đó là về dòng bánh thì uh, mình có một cái view uh, theo quan điểm cá nhân của mình là đáng như vậy hiện tại đánh đầm thì nếu như chủ được vừa rồi chủ nó nếu không cái phiên sáng này anh chị chủ đẹp đó, đó là về món bánh dừa anh chị nhé con vị nhà sẽ bế anh chị vẫn cầm được đó là quan điểm của mình chứ mình cũng khuyến nghị anh chị mua hay bán cổ phiếu nào bất cứ đấy đó mình cách thức mình đầu tư như thế nào thì mình chia sẻ để anh chị tham khảo như vậy thôi còn cả cổ phiếu đóng rổ viên 30 một số cổ phiếu như vích thì đang lánh quanh tài nền này thôi rồi về à, về vĩnh thì hôm trước mình chia sẻ anh chị thôi lên đây thì nó phải lớn vờn để nó có thôi hình thành được biến đồ thu hẹp ở đây không á Thì chúng ta phải chờ con đủ đấy nó sẽ không có điểm mua đâu rồi VRE cũng đang tài nên vì nó mưu về này, đang lờn vờn ở đây không biết con này có thể hình thành được biến đồ thu hẹp đấy không đúng không ạ rồi mà sao không vậy tức là xúc lực áp lực bản mà khối lượng con manh là nó rất khó để lên này chứ không phải gì thấy anh chị là mua biến dưới biến dưới như con này là không mua được nhưng mà nó không nên mua không mua được là không phải bởi có tiền thì mua nhưng mà theo mình ấy, là những cổ phiếu ví dụ Masan người ta mình thì mình sẽ không mua bởi vì sao bởi vì cái cái áp lực bán phía trên xuống một lớn thứ hai nữa là những cái kéo khối lượng rất nhỏ đó chỉ nhìn là sẽ là khối lượng rất là nhỏ ngoài ra là những cái nền thân dài đều, đều, đều áp lực bị đe bán trên xuống nhưng những kiểu nền những cái kiểu nền như thế này rất khó lên anh chị nhé chứ không phải là cổ phiếu nào chúng ta đánh ngắn được đâu đấy rồi ví dụ MWG được hôm trước mình nói là gì là nó về có thể test lại hôm trước con nay mình chia sẻ gì này nó tẹt bên này hình này vài đầu vài là đẹp nhưng hôm nay đóng cửa như thế này thì cũng không ok lắm anh chị chơi thêm thử nó anh chị xem một khung đồ một giờ xem thử là nó có phải đấy là một mẫu hình vái đâu vái đây không đấy thế này anh chị này đây, đây vái này mình đang hòn nói là anh chị xem thử có phải hay không nhá nhưng mình không khẳng định đâu nhá đấy đấy có thể là một cái vái sau đó nó cân bằng ở đấy thì anh chị sẽ có một nhịp đánh ngắn đây đánh ngắn đúng không ạ thế đó với FPT hôm trước mình nói gì đó mình kỳ vào như thế này đúng quả thật hôm nay nó vong vong về gì này nó vong về như thế này khối lượng nhỏ này những cổ phiếu như thế này nó vong về khối lượng nhỏ như thế này và nó sẽ như là thu hẹp được cái biến đồ đấy và siết chặt khối lượng phía sau có phiên tẹt cung nó chỉ tham gia lâu đấy còn hiện tại như thế này là sẽ không đu đó chưa đu được theo cách thức của mình thì mình, mình theo mình là sẽ chưa đu được một số cổ phiếu nó rồi biến 30 là như vậy còn bất động sản thì hôm nay cùng cả cổ phiếu cùng nhìn chúng là không chứ có gì hay không có nhà kháng điên này đế g này đế g thì cũng có thể là có một nhịp đánh ngắn nhưng mà anh chị chưa một phiên tẹt cung hiện tại là chưa đấy, hiện tại là chưa nhưng mà nó có thể có một cái phiến nó phục hồi cái biến trên đấy chị kiểu như thế này nó có thể có một điểm để nó hôi lên cái đường cạnh trên này là tẹt lên cái đường chén giảm này đấy, sau đó thì đi vào quá trình tích lũy tiếp còn hiện tại là vốn hai phiên gần đây chúng ta thấy khối lượng nhỏ rồi anh chị để cổ phiếu này được đánh ngắn có thể Hiện tại là muốn là chưa mua được đâu nhá, Rồi ví dụ đất xanh đất sùng về thôi hết biến rồi Không cẩn thận là sẽ có hai đỉnh ở đây gì này Một đỉnh hai đỉnh này. Mình đã nói là không cẩn thận nhá ra dạ con hiện tại mình chưa khẳng định như là hết nhá Cái này còn nó tuy những diễn biến đóng phiên, Vì mai ví dụ phiên mai nó còn phiên tẹt cung đấy nó có thể hôi lên vượt lại Vượt lại cái đỉnh nào một lần nữa nó mới giảm hay sao đúng không ạ Hoặc là nó sẽ đi vào xu thế tăng đấy, thì cái này là hiện tại là nó chưa đủ những dữ liệu chứ có số lượng phiên chúng ta khẳng định đâu. Do đó là quyết định đóng phiến rất quan trọng. Nam Long cũng vậy. Rồi ví dụ phát đạt đúng vậy thôi anh chị Có con nam tư liêm thì hôm nay anh chia chặt Hôm nay anh kéo kéo phiên sáng nhưng cuối phiên nó cũng nhìn chung nó cùng cùng Cũng không có gì là ok cả đúng không Nam tư liêm đâu nhỉ Nam tư liêm đấy Đấy cũng không vượt lên được mưa 20 khối lượng thì lớn Đấy rồi đạt phương đạt phùng cả kiểu vậy thôi Gặp biến trên anh chị Đạt phương đạt phùng vậy thôi con lên đây mà nó muốn ok được rồi Nó phải mất thời gian để tải thích lụy rồi nhóm anh chứng khoản thì uh, HCM hôm nay mình bán 1 phần 2 con lại rồi Sáng nay uh, lúc giá xanh nhẹ là mình bán hết 1 phần 2 con lại rồi Như vậy nhóm anh chứng khoản hiện tại mình chỉ còn MSB nữa thôi b MBS là thôi à, MBS à, -E con công con mà cùng cũng ít không bao nhiêu cả Đấy con lại là về cơ bản là nhóm anh chứng khoản là hiện tại không còn nhiều rồi Nhóm anh chứng khoản hiện tại cái điểm mua mình thấy đang nó cũng khó anh chị Về cơ bản là khó không có điểm rồi uh, SSI hôm nay chia chặt nhưng mà kiểu như thế này cũng không không ok này. Rồi uh, à HC mưa mình nói rồi. VND cũng vậy này. À, VND kiểu như vậy cũng khó. Đúng không? FTR cũng khó. Đóng ngắn hàng là khó lên. Đúng không? Rồi thì ví dụ như uh, có con này con VCI lúc này mình xem cũng thấy ổn ổn nó không biết rồi. Đây con này. Con này có thể có một nhịp đánh ngắn bởi vì khối lượng những phiến kéo rất tốt này Vậy hiện tại anh chị xem kỳ là nó phải có một cái màu hình là nó vừa rồi phục hồi lên đây nó gặp mưa hai nó tẹt lại khối lượng ba phiến này thì so với cả quá trình như nó cũng hơi lớn đấy nhưng mà nói với cách thức vận động là mình thấy khá ổn đây nó bằng cân bằng cân bằng ở trên này trên cái phiến phục hồi này gì này nó trên trên được cái phiến này trên đỉnh của phiến này được á và nó bứt lên mà cái kiểu của phiến tẹt cúng á và khối lượng nhỏ là anh chị tham gia đánh ngắn được đây còn hiện tại thì cả cổ phiếu nhóm anh chứng khoán mình thấy là không có cổ phiếu nào có điểm mua cả. Đấy, con nay là có thể có một điểm mua tẹt lên vùng đỉnh trước nay một lần nữa. Đấy, tức là nó có thể sai quay nhỉ. Đấy, tức là nó phục hồi đấy, đấy có thể là SC. Đúng không? Đấy có thể là R, đấy có thể có một nhịp tẹt này nó có thể phục hồi lên tẹt cái vùng 37 này một lần nữa. Đấy là có thể thôi, đúng không ạ? Còn tùy vào đóng phiên để anh chị có một quyết định. À, tùy vào những người giả đóng phiên anh chị có một quyết định quyết định nhá nhóm anh dầu khí thì nhìn chúng cũng không có gì hay ho cả hiện tại đang tẹt lại đang cân băng PVS PVD này. PVD lên biến gặp MA 50 quay lại này. hiện tại đang tẹt lại này gạt này pháo này rồi PVT này PVB này PVB làm cái nền hơi xấu này rồi uh, BSR thì uh, hiện tại mình có mình đang cầm này con này thì khả là ổn hiện tại nói về trong nhóm anh dâu khí thì mình mình chọn con này đây, hiện tại là đang ok có thể kỳ vọng nó có thể có một nhịp break đỉnh này Đấy, con cửa xuống thì có lẽ đang là nếu thị trường có xấu quá thì nó cũng về vùng nền này thôi Để trong ngắn hạn là về vùng nền này thì chúng ta có cơ hội chúng ta thoát huê vốn thôi đúng không ạ Còn cả cổ phiếu khác thì nhìn chúng thì không chưa có cổ phiếu nào có thể là quan sát được trong cái giai đoạn này đối với nhóm ngành dầu khí cả à, nhóm ngành phân bón thì uh, phiên sáng cùng uh, kéo những phiên chiêu cùng bị bán lại đóng cửa dưới 50 phần trăm cây nến đang phù mỹ đàm cà máu đều như vậy hết rồi đấy cứ xế cũng kiểu như vậy ở đều sẽ xế rụt chân vào hôm qua hôm kia thì tàu nền pin ba hôm nay ngồi đạp xuống kéo lên nhưng mà kiểu này chưa lên được đâu anh chị nhá xe hệt phê cũng vậy nhá khó lên lắm rồi nhóm tiếp theo là nhóm ngành thẹp thì rất là yếu giai đoạn này anh chị biết rồi hoa phạt nam kim này hoa sen này cả kiểu là đều đang đang còn yếu lắm chưa có điểm mua rồi tiếp theo nữa là nhóm ngành đường mía, đường mía B, đường biến hoa. Mình mua hôm thứ thứ sáu phía nào TC con này. Đấy, hiện tại như thế này nếu nó cân băng ở đấy là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ổn này. Nếu nó cân băng ở vùng giá trên 13 000 nghìn này là nó sẽ ổn. Đấy và chúng ta sẽ có một cái nhịp nó phục hồi lên. Hôm nay thì có cả đường Quảng Ngãi hoặc là lơ này nó lên này. Đúng không Nhưng mà lơ đường Quảng Ngãi thì về cơ bản nó hết biến không có điểm mua gì nhé Vừa rồi mình không chọn ngón này là bởi vì cái nền nó xấu quá Đấy, mặc dù là phiên hôm thứ sáu và phiên hôm nay đều là hai phiên tăng khá là đẹp Nhưng mà nói về điểm như thế này mình không chọn những cổ phiếu này Mình thích những cổ phiếu ví như SBT này, đường biên hoa này này Nó có yếu tố dòng tiền sạc nhân, phía trước nó rủ có rủ bỏ này này Đấy, Khối tiền tham gia vào ổn tẹt này Đấy, Nhưng mà con này thì hiện tại phiên hôm thứ sáu và phiên hôm nay thì đều hai phiên là không tăng mạnh bằng con đường Quảng Ngãi đúng không ạ Đấy thì đó là về nhóm ngành đường mía Nhóm ngành bán lẻ đấy gì Won à, để gì đi hiện tại đã cân bằng đây nó một kéo lên được thì vượt được vùng nên nay 48.000 nay nó lại gặp ngay vùng cúng này chính vì vậy là giá giai đoạn này vẫn nên này hơi ngắn do đó là đánh ngắn đánh dai thì ở đấy cũng khó anh chị rồi MWG thì lúc này mình nói rồi à, FRT thì hiện tại chưa có điểm để mua giá giáo đồng dưới MA20 một số phiên thôi khá nhiều phiên rồi đấy rồi pet yếu này rồi mã sàn thì lúc này mình nói rồi này, VRE mình nói rồi, Vinamilk nói rồi, PNG này. Đấy, PNG hiện tại nó đang cân băng trên cái vùng vùng kháng cự yếu nhất này nhưng mà nó có lên được hay không thì đó là một câu chuyện. Đấy, còn hiện tại điểm mua đây là sẽ không có điểm đó anh chị nhé. Thì đó là một số cái uh, nhận định của mình về thị trường mà chúng ta lượt qua một số cổ phiếu của anh chị mà quan tâm những cổ phiếu nào á. Thì anh chị có thể để lại bình luận phía dưới hoặc trao đổi những nội dung gì hoặc là có ý kiến gì phản biện thì rất mong anh chị chia sẻ. À, trao đổi để chúng ta cùng à, hoàn thiện phương pháp chúng ta cùng nâng cao hiệu quả đầu tư à, video mình xin phép dừng tại đây rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi.